ngọc thơ kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin đảng xấu và độc hại hay tin tức xấu độc nước nào có tự do báo chí thì nước đó tiến bộ đó là điều có thể dễ dàng nhận ra tuy nhiên để có tự do báo chí thì phải có nền tảng chính trị dân chủ chấp nhận đa đảng và tôn trọng sự đa nguyên trái chiều ở các quốc gia dân chủ người ta thấy rõ cái lợi ích của vấn đề này từ nhiều thế kỷ trước trước khi ông lenin ra đời ấy vậy mà con người sinh sâu đẻ muộn lenin lại không nhận thức được vấn đề này mà lại cho tạo ra một thứ chủ nghĩa quái thai của nhân loại cái gọi là chủ nghĩa xã hội khoa học của các marx và lenin đã đưa nhân loại quay lại thời kỳ phong kiến tập quyền nhưng với hình dạng khác hình ảnh đảng không bao giờ thừa nhận chính đảng là xấu độc với nhân dân tự do báo chí là như một chất tẩy rửa thường xuyên xịt vào bản thân của chế độ để lấy đi những vết bẩn bám vào. Những quan chức tham nhũng không bao giờ trốn tránh được báo chí tự do, hay những chính sách tệ hại cũng không thể nào qua mặt được tự do báo chí. Khi một nhà lãnh đạo không hoàn thành nhiệm vụ hay thậm chí phạm tội như tham nhũng chẳng hạn thì báo chí tự do sẽ tìm cách đưa sai phạm đó ra ánh sáng, từ đó dân chúng mới biết được sự thật để tạo áp lực loại bỏ hoặc thay đổi. Một quân máy như thế liên tục gột rửa cho chế độ và từ đó giữ cho đất nước này có những chính phủ sạch, có năng lực, có trách nhiệm. Thời kỳ đầu của chủ nghĩa tư bản thường gọi là thời kỳ tư bản hoang dã, cũng đầy rẫy những tiêu cực, đầy rẫy những bất công xã hội, cũng cảnh cá lớn nuốt cá bé. Chính vì vậy mà ông Karl Marx mới đánh giá chủ nghĩa tư bản là bóc lột, là bất công, áp bức, Tuy nhiên, ông Marx không nhìn thấy khả năng tự tiến hóa của chủ nghĩa tư bản. Những nước tư bản mà trước đây ông Karl Marx và ông Lenin cho là bốc lột, thì ngày nay nhiều nước đã tiến tới nhà nước phúc lợi. Trong khi đó, khối Đông Âu và Liên Xô ngập lặng trong cái chủ nghĩa cộng sản độc hại. Họ triệt tiêu dân chủ và tất nhiên là triệt tiêu tự do báo chí khiến cho những quốc gia này không tự gột rửa được những chất bẩn những chất bẩn độc hại tích tụ lâu ngày khiến chế độ ngày một xấu xa, thối nát. May mà khối xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ đã giải thoát cho các quốc gia này khỏi chủ nghĩa cộng sản, dẫn dắt họ đến với xã hội dân chủ văn minh. Hình ảnh tham nhũng quyền lực là chất kịch độc cho quốc gia. Hiện nay, chính quyền cộng sản liệt những tin tức phê phán chế độ vào loại thông tin xấu độc và họ tìm mọi cách để loại bỏ. Đảng áp dụng đủ các biện pháp từ việc cấm báo chí tự do cho đến việc dùng bộ máy công an để truy lùng nguồn phát tin. Ngoài ra, đảng còn gây áp lực lên các nhà cung cấp mạng xã hội như Facebook, YouTube, Google buộc phải khóa, chặn hoặc bóp tương tác đối với các trang mạng xã hội mà đảng cho là bất lợi đối với họ. Đảng cho rằng những trang đó đưa tin xấu độc. Vậy câu hỏi đặt ra, tin tức mà các trang này đưa là xấu độc hay chính đảng mới là xấu độc? Thực ra chính đảng là xấu độc, chính đảng là nguồn cơn của những thông tin mà đảng gọi là xấu độc. Nếu đảng Cộng sản có thể làm được những điều tốt như nhà nước của các nước tiến bộ khác thì chẳng có dân nào tin vào những nguồn tin trái chiều cả. Dân chỉ tin vào những gì phản ánh đúng sự thật bởi người dân có thể tự kiểm chứng chứ không phải người dân chỉ biết nghe gì tin nấy. Hiện nay chính quyền Cộng sản có đến trên 800 tờ báo quốc doanh hàng ngày tô hồng những thành tựu của đảng và nhà nước họ được đảng cộng sản bật đèn xanh bơm vào đầu dân những tin tức tốt đẹp về đảng nhưng tại sao dân không tin vtv và các đài truyền hình địa phương hàng ngày vẫn ra rả trên truyền hình để ca ngợi công lao của đảng hình ảnh đẹp đẽ của công an cán bộ đảng nhưng tại sao người dân vẫn tin vào thông tin xấu độc hình ảnh đảng xấu độc sinh ra lớp quan chức xấu độc thực ra không có tin xấu độc nào cả mà chính đảng cộng sản xấu độc nhưng khổ nổi đảng cộng sản không chịu thừa nhận điều đó vì thế người dân việt nam mới khốn khổ từ thế hệ này đến thế hệ khác cũng vì không chịu thừa nhận xấu độc không chấp nhận tự do báo chí để tẩy rửa những chất bẩn bám vào chế độ nên sự bẩn thỉu của chế độ này ngày một kinh khủng điều này bất kỳ ai cũng có thể kiểm chứng Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đê với bản tin Đảng xấu và độc hại hay tin tức xấu độc. Đảng chọn người bằng đấu đá nội bộ, đất nước tan nát, đời dân bi đát. Năm 2023 sắp kết thúc rồi cũng sẽ có những con số thống kê được công bố và chắc chắn rằng những con số này so với các nền kinh tế phát triển bền vững như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng sẽ rất ấn tượng, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên thực tế thì luôn ngược lại, đời sống dân sinh đang vô cùng khốn đốn, doanh nghiệp thì điêu đứng và phá sản liên tục, nền kinh tế rất khó khăn. Tình trạng này đã kéo dài từ sau đại dịch đến nay. Hình ảnh nền kinh tế đất nước qua hình ảnh buôn bán của dân dịp cuối năm. Dịch Covid đã kết thúc cách đây 2 năm. 2 năm là thời gian đủ dài để phục hồi nhưng thực tế nền kinh tế Việt Nam sau đại dịch còn bết bát hơn cả thời kỳ dịch bệnh và không biết đến bao giờ mới hồi phục. Nhà cầm quyền vẫn luôn đổ thừa rằng kinh tế khó khăn là do suy thoái kinh tế thế giới, do dịch bệnh và chiến tranh Ukraine, đó là khó khăn chung. Ý kiến này thoạt nghe qua thì có vẻ như hợp lý, nhưng nếu xem xét kỹ lại thì có vấn đề, bởi đây là kiểu lý luận đổ thừa Tương tự như trước đây, Đảng Cộng sản vẫn đổ thừa cho sự khó khăn của đất nước là bởi vì chiến tranh. Lý do này bị xã hội vạch trần, nên những năm gần đây họ không còn đổ thừa cho lý do này nữa. Phân tích những số liệu thực tế thì sẽ thấy được bản chất của vấn đề. Từ dịch Covid trở về trước, tỷ trọng đóng góp cho xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xoay quanh con số từ 69% đến 70% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhưng hậu Covid, tỷ trọng này tăng lên thành 74%, nếu kinh tế thế giới cũng khó khăn như Việt Nam tuyên truyền thì lẽ ra tỷ trọng này phải không đổi chứ tại sao lại tăng lên? Việc tăng tỷ trọng đóng góp vào tổng kim ngạch xuất khẩu của khối FDI có thể rơi vào một trong các trường hợp sau. Khả năng thứ nhất, thế giới phát triển còn Việt Nam tụt hậu. Khả năng thứ hai, thế giới cũng khó khăn nhưng Việt Nam còn khó khăn nhiều hơn ông đấu đá trong đảng rồi ông ngồi lên chẳng có dân nào lại chọn người bất tài như ông hiện nay nền kinh tế Việt Nam đang phải dựa vào khối FDI và kiều hối để làm nên tăng trưởng còn những doanh nghiệp thuần Việt vô cùng khốn đốn và đời sống dân sinh cũng bi đát theo người chịu trách nhiệm cho những khó khăn này không ai khác chính là ông Phạm Minh Chính người đang trực tiếp điều hành nền kinh tế đất nước không phải như các nước dân chủ mỗi lần bầu cử ứng viên tổng thống phải đem những vấn đề của đất nước ra mổ xẻ và trình bày trước dân cách giải quyết dân thấy thuận tai thì bỏ phiếu cho và đó chính là cách để chọn ra người có năng lực quản lý đất nước ấy vậy mà vẫn có trường hợp người dân bầu nhầm chọn trúng ứng viên nói hay hơn làm tuy nhiên với việt nam thì lại khác các vấn đề thực chất của đất nước bị ém thay vào đó là những con số được chế tác rất đẹp. Và ông thủ tướng được chọn không phải là vì ông có năng lực giải quyết vấn đề, mà vì ông là chiến binh trên chính trường, đại chiến thắng đồng chí của ông bằng những trò đấu đá sinh tử. Chính vì lẽ đó mà một y tá rừng có thể lên làm thủ tướng hay một ông hoạn lợn có thể làm chủ tịch hội đồng bộ trưởng, tức là thủ tướng. Vậy thì nền kinh tế đất nước này không nát sao được. Hình ảnh đã 2 năm sau dịch, mà kinh tế vẫn điều tàn. Quan chức Việt Nam lên chức bằng đấu đá mà giữ chức cũng bằng đấu đá. Quanh năm, các đồng chí ấy chỉ lo vùng vén cho lợi ích của mình, lợi ích nhóm mình, chứ nào có ai lo cho dân, cho nước. Cứ lên chức là phá, phá với chủ đích làm lợi cho cá nhân và cho nhóm, và phá vì kém tài, kém đức, không đủ khả năng đảm nhiệm chức vụ. Cứ quản lý tồi, số liệu phát triển kinh tế đẹp thì đã có tuyên giáo lo vậy thì đất nước này không nát sao được phạm minh chính đáng ra phải bị lôi ra khỏi ghế thủ tướng vì quản lý tồi tuy nhiên nếu ông có bị đá ra khỏi ghế thì cũng không phải vì quản lý tồi mà chỉ có thể vì ông là kẻ thua cuộc trên võ đài chính trị với cách làm như thế thì cho dù là phạm minh chính hay các thủ tướng khác thì cũng thế mà thôi chỉ có dân là khốn khổ Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm d với bản tin Đảng chọn người bằng đấu đá nội bộ, đất nước tan nát, đời dân bị đá Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của Thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Ngọc Thơ Thời báo chấm d